Em nghĩ là thời điểm hiện tại thì mình đặt ở rạp chiếu phim là hợp lý nhất. Chết rồi, tôi bị săn rồi. Thực ra là đến với chương trình mà em đã nhắm được xác minh là anh người ấy, có thể là... Anh bị săn rồi. Tôi sắp mở mấy cụm rạp lớn ở Hà Nội, địa điểm cực kỳ đẹp mà tôi biết là mở cái này ra là ăn chắc. 30% được không ạ? Anh không đàm phán nữa, anh xin lỗi các em. Sổ của anh đóng lại này. Bạch. Quý vị thượng hạn nhận ngay áo polo thời thượng trong mỗi thùng cùng cơ hội trúng 500 triệu tiền mặt. Ây da, tôi lại rơi vào cái thế tôi rất thích rồi, đó là tôi được độc quyền đàm phán đó mà. Mỗi xác minh là có vẻ phù hợp. Nếu mà xác minh deal được với các bạn ấy, thì xác minh sẽ thuyết phục xác thái là làm nhượng quyền không phải là một cái đâu, mà là ba cái. Tại vì là hoàn vốn có 9 tháng à. Quan trọng nhất là có xác minh vào thì các em sẽ nhượng quyền và quản trị tốt hơn rất nhiều. Beta cũng đang nhượng quyền rạp chiếu phim và anh khoe với các em một cái thành tích là bọn anh đã nhượng quyền được 5 cụm rạp trên toàn quốc và thường là 3 năm là họ hoàn vốn. Thực ra 3 năm là một cái mốc rất là tuyệt vời của ngành rạp phim, thì để làm được cái việc đấy thì bọn anh đã mất đến cả 10 năm hoàn thiện tất cả các khâu, xây dựng đội ngũ, nghiên cứu tất cả mọi thứ rồi mới dám đi nhượng quyền. Tại vì mình phải làm tốt được cho mình mà mình phải làm tốt được ở nhiều điểm một cách gọi là consistently, gọi là làm được liên tục và thường xuyên cái thành tích đấy thì mình mới dám khuyên người khác đầu tư. Thì nếu mà các em tham gia cùng anh ý, thì ít nhất là anh giúp được cho các em cái phần đấy. Bây giờ Beta cũng 20 cụm rạp trên toàn quốc và đến 2030 là bọn anh đâu đấy cũng phải khoảng 70-80 cụm rạp. Sẵn cái việc bọn anh đi đàm phán thì đàm phán luôn cho các em, thì các em sẽ được thuê rẻ hơn rất là nhiều, hoặc là ăn chia như thế nào đấy với những cái cơ sở vật chất anh đã sẵn có. Nhưng Tuy nhiên anh vẫn thấy một chút hy vọng ở các em. Thành ra bây giờ anh đặt cho các em một câu hỏi là các em có thực sự muốn deal với anh không? Tại vì cái deal của anh đưa ra ấy, nó sẽ khá là chua đấy. Anh phải nói trước, tại vì nếu mà anh đưa ra cái deal chua chua xong em từ chối thì anh cũng buồn. Chắc khả năng là 1 tỷ cho 20% và 9 tỷ để mua nhượng quyền. Lộ hết cả bài của em. Có phải anh nhìn sổ em đang không, vẽ ở đây không anh? Không nhìn nhé, không nhìn. Anh quá đáng lắm, thì chết rồi. Thế này thôi, anh đang chua thì không đền đi. Bắt bài. Chua thì bây giờ cũng chỉ có một sự lựa chọn nữa, thì chắc là xin phép sắc mình đưa rồi ra đấy. Thực sự ấy, nếu mà nói về việc bỏ tiền mặt ra để đầu tư cho các em ấy, anh chỉ có thể dám bỏ 1 tỷ thôi. Còn 9 tỷ anh sẽ đổi bằng những cái khác, bằng gọi là in-kind, sử dụng mặt bằng của anh miễn phí. Rồi team của anh sẽ tham gia tư vấn hỗ trợ cho các em. Bây giờ trong đội ngũ của Beta Group thì anh có những nhân sự cấp cao cực kỳ giỏi, và họ đã quá dành cái câu chuyện là scale up rồi làm như thế nào, rồi đường đi nước bước ra sao. Thì những cái đó mình cũng có thể quy ra tiền. Thì tất cả những cái thứ đó mình sẽ đàm phán để mình đưa ra một cái gói để nó quy đổi ra thành 9 tỷ. Hoặc là cross sell, tức là mua vé nhảy tặng xem phim, hoặc mua xem phim tặng vé nhảy. Thì mình sẽ tìm cách để mình quy đổi. 9 tỷ in kind, 1 tỷ in cash. Hoặc là không có thể nghĩ một cách khác là tôi đầu tư cho bạn 10 tỷ nhưng bạn phải cam kết mua hàng của tôi, mua dịch vụ của tôi với giá 9 tỷ. Kiểu vốn ODA đấy ạ. Nếu các bạn muốn nghe tiếp thì mình nói chuyện, còn nếu các bạn cảm thấy là như thế nó không phù hợp thì mình cũng có thể dừng lại bạn luôn. Nghe rồi. Em thấy là phù hợp ạ. Em thấy cái hướng đấy cũng khá. Thế thì mình nói tiếp đến định giá. Vâng. Cái deal của tôi cho các bạn là 10 tỷ như vậy đấy, tôi muốn 40%. Trong đó 1 tỷ là tiền mặt và 9 tỷ là in kind. Là bằng giá trị. Có thể dùng được luôn đúng không ạ? À, nếu mà dùng luôn thì dùng. Nhưng mà vấn đề là dùng sau hết. Ví dụ tiền thuê mặt bằng chúng ta quy đổi ra cái phần diện tích các bạn lấy nó khoảng 200m² thì nhân ra một tháng nó chỉ hết chừng đó thôi, thì không thể nào mà hết luôn được. Còn ví dụ kể cả tôi có đưa cho các bạn gói tư vấn của đội ngũ team của Beta thì tính ra thì một tháng các bạn chỉ nên dùng khoảng chừng đó đấy chứ. Bọn tôi tư vấn làm gì mà nhiều quá được đúng không, so với quy mô doanh nghiệp của mình. Nhưng mà ít nhất là các bạn được dùng 9 tỷ đấy, cho bao giờ các bạn dùng hết thì thôi. Tối chung cái deal nào cho nó hợp lý thôi. Tôi sắp mở mấy cụm rạp lớn ở Hà Nội, địa điểm cực kỳ đẹp mà tôi biết là mở cái này ra là ăn chắc. Đúng, cái đấy thì có tôi thể sẽ, ok. Tôi sẽ lấy thêm một chút diện tích để tôi cho các bạn vào. Đấy thì bạn cứ tư duy, bạn suy nghĩ nhá. 1 phút hội ý. Còn không là xác minh tự làm đấy. Lại dội đấy, lại dội. Chiều đây cũ rồi. Chiều đây cũ rồi. Cần lay. Các bạn có cần hội ý không? Hay là chốt luôn? À, bọn em xin phép 3 phút để hội ý vậy ạ. Thì vì thực ra là chỉ có các bạn mới biết là trong đầu các bạn ấy đang nghĩ là 10 tỷ để làm gì. Đúng rồi. Đó, nhưng vì cái offer của xác minh không giải quyết, có thể không giải quyết được cái nhu cầu vốn của các bạn ấy cho những cái việc sử dụng nó như thế nào.
cảm ơn Sang Minh. Sau khi hội ý thì bọn em mong muốn cao tờ lại 2 tỷ tiền mặt để mở sẵn một điểm mà không phải ở Hồ Chí Minh và không phải ở Hà Nội, là có thể ở một địa điểm đông dân khác trên 500.000 dân số, có thể ở Đà Nẵng. 80% còn lại thì là có thể dùng cái phần giá trị của bên anh, và em muốn đổi cái điều này cho 25% cổ phần của công ty. Mục tiêu của bọn em là cũng có thể là phủ cả Việt Nam với các cái tỉnh thành phố. Không, em anh không nghĩ là mình nên nghĩ như vậy đâu. Mình nên đánh chiếm ở đâu thì cho nó chắc ăn ở đấy. Cả Việt Nam giải quyết vấn đề gì đâu. Để mình phủ, chứ còn cái câu chuyện là phủ khắp cả Việt Nam nó chỉ ve vuốt cái tôi của các em thôi, chứ nó không giúp cho kinh doanh đâu. Nó oai thôi. Thành ra một đồng tiền anh đầu tư ra ngoài thì anh phải rất là yên tâm. Đấy, mà mô hình này thì anh thấy nó cũng tiềm năng, anh cũng muốn đi cùng các em. Các bạn phải đợi thêm lợi nhuận để mở, chứ không thể nào chỉ dùng cái tiền này. Các bạn có thể dùng cái deal là 1,5 tỷ tiền mặt, phần còn lại là in kind và phần trăm anh giữ 40. Thì đấy là cái deal cuối cùng của anh. 30% được không ạ? Anh không đàm phán nữa, anh xin lỗi các em. Sổ của anh đóng lại này. Thực ra là đến lúc chương trình mà em đã nhắm được Sang Minh là anh người biết, có thể là... Anh bị săn rồi. Mà em xin là chốt điều với Sang Minh. Làm gì còn lựa chọn nào khác. Chúc mừng hai em nhé. Sang Minh chốt quần này đỉnh quá. Good job, I love it. Yeah. QB thuyền hạn nhận ngày áo polo thời thượng trong mỗi tuần cùng cơ hội trúng 500 triệu tiền mặt. Shark Tank Việt Nam thứ hai hàng tuần 20:30 trên kênh VTV3, 21:30 trên YouTube TV Hub.